Xin chào các bạn, bây giờ mình đang đi trên đường đi xuống chỗ vườn trái cây tại tiểu bang Florida nè. Mình đi xuống ăn gà nướng, muối ớt với lại mình đang lái xe trên đường, bon bon trên đường đây. Mình sẽ đi xuống dưới tầm cỡ 1 tiếng rưỡi để đi xuống vườn trái cây. Nó tên là gì? Food Island. Đó, đang trên đường đi nha các bạn. Thì mình đã tới vườn trái cây đây, chạy vô 70m, vườn trái cây Island Food hay Food Island gì đó. Đây đã tới vườn trái cây rồi. Ở này là ở khắp Cairo hả? Có trúc, có tre, có đầy đủ luôn, giống Việt Nam quá các bạn ơi. Mía luôn nè, thấy cây mía chưa? Đó, trên mình không thấy nhưng mà dưới đây thì thấy cây mía. Rồi nguyên một vườn chuối luôn. Đó, mình chuẩn bị vô ăn gà nấu lá giang. Bên đó còn có quán nước mía kìa. Wow, phần quá ha. Đây, đi vô. Quá happy luôn. Hôm nay trốn làm, ế quá, trốn làm đi ra đi vườn trái cây chơi. Ế là hai chồng mình rụt rịch trốn à. Đó. Fun. Đó, có giỏng luôn kìa. Oh my goodness. Vui á. Đó, vườn trái cây, chào mừng đến với vườn trái cây các bạn ơi, các bạn ơi. Ồ, có xoài hả? Xoài chín cây luôn. Đã chưa? Hai hai. Xoài đỏ luôn á. Đẹp quá. Có sâm bưu chê nè. Wow, chôm chôm nha. Chôm chôm. Quá đã, quá đã. Đó, ổi, ổi, ổi. Oh my god. Ly kim ma. Đầy đủ luôn, thanh long. Wow. Vú sữa, vú sữa. Mặn. Nhãn. Đây là cây sambuche nha, cây sambuche nó. Các bạn ơi, các bạn ơi, bây giờ mình đi ra vườn trái cây của chú mình chơi, nắng chang chang luôn. Không sao, hy sinh vì nghệ thuật đi, đi ra quay đó. Cây sambuche, ồ cây sâm hả? Ồ trồng cây sâm luôn trời, có cây sâm luôn nè. Cây xoài, cây này cây gì mình không biết luôn, nhìn giống cây không biết xả rồi chanh rồi mía, rồi nói chung là vườn trái cây này cũng mới, chú cũng mới trồng bây giờ nên không có nhiều, nó cũng chưa lớn nhưng mà chắc có nhiều cây lắm á, đủ rồi. Ồ này chắc mấy acre luôn á, trồng này làm vườn trái cây ngon quá, ngon luôn. Hệ thống nước tưới tự động hết nha các bạn, tới giờ bật lên là tưới thôi à. Quá trời luôn, hơi nắng quá, đi vô đi, trồng quá trời luôn. Trời ơi có mồng tơi nữa nè. Ồ ở Mỹ mà đầy đủ luôn á, không thiếu thứ gì luôn á. Mỹ thường đồ Việt ít lắm, trồng tao trồng đồ ăn Việt ít lắm, tao chủ yếu tao trồng đồ Mỹ không à. Mà ở đây là giống như feel giống như ở Việt Nam vậy, phân quá ha, vui. Ồ cái cây gì nữa nè, giống cây mồng tơi quá ta, không biết phải không nữa. Nó đó em, nó đó, không phải, không phải. Nó chứ nữa, nó mồng tơi. Đúng rồi. Đó. Chỗ này vẫn còn hoang sơ lắm nha. Dừa chỗ đây lo ra thì dừa ở đâu cũng có, đặc sản rồi. Đó. Wow. Thấy chú sơn mấy cây dừa mà cũng dừa cũng vui lắm. Nó chú trồng thương cây phượng nè. Đây là cái hòn năm bộ của chú nè. Mà chắc bỏ phế rồi, không thấy có nước chảy. Đó, thấy không? Bên kia có một người à. Đây là cây trứng cá, có chơi chơi trứng cá luôn kìa. Thấy có trái không? Đó. Chín đỏ luôn, Mỹ cũng có trứng cá. Kỳ trước mình cũng có đi ăn trứng cá ở Bích Nga, trên Sâm Bí á. Cũng ok, cũng ngọt. Cây nhiều quá ha, trồng đủ cây. Nè coi nè, có cái gáo dừa nè, vui lắm nè. Mùng nữa. Yeah. Thấy chưa, nửa tài. À, có cái gáo dừa, mùng nữa, cũng vui. Đi vườn trái cây phải uống nước dừa chứ hả? Dừa luôn, đặc sản tại trồng tại nơi luôn. Nè, bên đây nước mía. Nước mía.
Trời ơi, coi nè, mình đã gọi ra một món đó là gà nướng muối ớt. Quá là bà lem luôn, quá là ngon luôn. Oh man, bên đây có nước mía dừa rồi đầy đủ luôn. Sốt thì có sốt muối ớt xanh với lại nước mắm nước mắm trong rồi nước mắm ớt. Oh my god, ngon quá, ngon luôn. Đậu gồng, xoài xanh, rau găm, xôi, chả nước miếng, chả nước miếng thơm phức luôn các bạn ơi. Oh, mấy bạn có về Florida nhớ ghé cái quán này nha. Ở vườn trái cây Island Food ở Cape Coral á. Quá hấp dẫn, quá thơm luôn. Gà quá là ngon luôn. Giờ mình sẽ thưởng thức món đầu tiên nha. Đó là gà, gà nướng muối ớt. À, chú cho mình cái kéo. Ok, cái kéo chắc gà ra các bạn ơi, các bạn ơi. Oh my god, thơm quá đi. Hấp dẫn quá. Hấp dẫn quá. Nóng quá, nóng quá các bạn ơi. Còn nóng hổi luôn á. Đây, đây là cái đùi gà. Xanh cái muối ớt xanh nè. Đây, muối ớt xanh ha. Muối xanh hải sản đó. Nhưng mà ăn cái gà cũng được. Chết rồi. Thơm quá. Gà thì phải không? Ngon. Thơm quá. Ăn với nước xoài. Tuyệt vời. Ngon thiệt á. Gà nướng rất là vừa ăn nha. Ngon. Còn giòn nữa. Ngon rồi. Mình chấm với muối ớt chanh này. Đã giòn rồi. Ngon. Rất là ngon. Để mình qua cho em lấy giấy cái đã. Thì có đầy đủ lắm các bạn, có bao tay nè, bao tay trong nè, để ăn gà hay là giấy, để lao, đầy đủ hết, không thiếu món gì hết nha các bạn. Đây mình mang bao tay giùm bạn đi cho nó sạch sẽ. Bao tay này size cũng vừa của mình luôn á, vừa đại vừa đúng luôn á, rất là ngon. Và cho em nè, cho em miếng giấy đó ha, hai cái bao tay giấy luôn. Ăn cho nó ngon chứ mất công sợ giơ tay nữa. Ở đằng kia thì có cái xin đi rửa. Ở Mỹ mà tưởng ta đang ở Việt Nam không à. Trời nóng cũng cỡ đó. Trời nóng, bên trời thời tiết này rất là nóng. Ngon rồi. Chú ướp vừa ăn rồi. Không có đậu gồng á. Ngon. Ngon rồi. Ngon. Rất là ngon. Tấm dương sạch rồi. Làm miếng xoài. Tuyệt vời, thôi thơm lắm luôn á. Rau gầm ngon luôn á. Làm miếng rau gầm à. Ngon quá các bạn ơi. Đang quá là đói. Ngon. Mình thì cũng không đói. Nhưng mà ngon mình ăn ha. Ngon. Quá tuyệt vời. Bà bắp. Chấm với nước sạch. Ăn miếng thời không. Mới ăn cái đùi và làm cái cánh gà chứ ha. Đây. Này như là chicken wing vậy. Ngon nhiều. Ui, ngon quá. Nóng mà ngon. Nè các bạn, xôi xanh. Thịt nướng xôi. Đeo bao tay không sợ. Cứ bóp thôi à. Ngon quá.
Dạ, quá ngon chú. Quá ngon chú, cảm ơn chú. Đó, chú quá nhiệt tình, chú cho mấy chai nước suối. Cảm ơn chú nhiều. Ngon quá. Nhớ ghé quán chú nha mấy bạn. Gà đi bộ luôn á. Gà đi bộ. Ngon. Không mệt. Đặc biệt là có sò xanh nè, có đậu bắp nè, có rau răm nè. Ngon. Số 1. Giờ ăn tới gì ta? Ăn tới cái đùi bên đây đi. Đây, nóng quá, nóng quá, nóng quá. Còn nóng hỏi luôn. Wow. Ôi, rớt, rớt, rớt đồ. Wow. Các bạn có cái đùi nè, chà bá nè nó. Oh my god. Ăn ta. À. Ngon. Làm miếng sợi khác. Làm miếng thôi. Miếng đậu bắp nữa chứ ha. Đây, cái miếng đậu bắp mình đã còn. Chấm với muối ớt xanh. Muối xanh đây. Chấm với muối ớt xanh. Chú nhất. Được rồi, được rồi. Đây. Nè, ở Mỹ mà thấy ăn đặc sản Việt Nam không? Quá là sung sướng rồi nghe lại. Là một người Việt mà nói á, được ăn đồ Việt Nam là quá hạnh phúc rồi. Mà sống ở nước ngoài nữa, ăn uống chẳng khác nào ở Việt Nam, nên sống Việt Nam nữa. Đó là hạnh phúc rồi. Dạ ngon quá. Ngon thiệt luôn á, giòn mà ngon mà nó thơm mấy bạn ơi. Coi nè. Ngon thật. Quý á. Ăn dính dễ sợ luôn. Ăn rồi dính vô luôn, luôn cái món ăn. Rồi. Hợp. Gà này mình có cái cảm giác như là gà trống rồi mấy bạn, ngon không?